Yoga. Chào mừng các bạn đến kênh mình tới Calisthenics. Trong nội dung của video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần bụng dưới của bạn cũng như là phần vi khích. Một số hiểu lầm về nó đang được đa số mọi người mắc phải, khiến cho các bạn là không thể dám mở và làm đẹp lộ rõ phần này ra. Thì video này mình sẽ nêu ra một số lỗi này cũng như là cách khắc phục, và tiếp theo sẽ là 4 bài tập hiệu quả nhất để tác động vào hai phần cơ này, giúp cho bạn có một vi khích cũng như là bụng dưới nó ok trong cái khả năng của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của video hôm nay. Phần đầu của video thì mình xin được phép nói vào điều mà rất nhiều bạn quan tâm nhưng cũng có rất nhiều bạn mắc phải, và đây là cái lỗi cố hữu trong rất nhiều người trong quá trình tập phần bụng dưới của mình. Các bạn có thể thấy hai mô hình ở bên đây, một là mập hay là rất mập. Hai cái mô hình này nếu như các bạn để kỹ thì bụng họ đều to, nhưng mà nguyên nhân chính là nguyên nhân chung thì do mỡ của họ. Mỡ của họ nhiều phía bên ngoài, vì vậy bụng của họ bự lên chứ không phải là họ thiếu cơ. Vì vậy vấn đề quan trọng nhất là làm sao để giảm mỡ ở hai người này đi. Giảm mỡ được thì phần bụng dưới của họ nó sẽ tự thon lại, và nói chung là toàn bộ phần bụng của họ. Còn nếu như trong quá trình giảm mỡ mà họ được tăng cơ nữa thì phần bụng dưới của họ nó sẽ nét hơn, và khi họ giảm xong thì nó sẽ lộ ra. Nó đơn giản là như vậy thôi. Và có một điều đáng để lưu tâm, đó là khi mình tìm hiểu, mình có sở thử ở trên YouTube về cái việc mà tập bụng dưới, thì mình thấy một khái niệm bị đánh tráo khá là nhiều, đó là đa phần các video này thì nó đều nói rằng là việc tập bụng dưới theo những video đó thì sẽ giúp cho đốt mỡ phần bụng dưới. Thì mình xin khẳng định với các bạn, dựa trên là kinh nghiệm, kiến thức, học vị của mình, thì mình khẳng định với các bạn luôn á là không có bài tập nào sẽ đốt mỡ ở riêng từng phần trên cơ thể của bạn. Nó chắc chắn là như vậy luôn. Bất kỳ hình thức tập luyện thể thao hay bộ môn thể thao, hình thức vận động nào thì nó đều sử dụng lên toàn bộ năng lượng cơ thể của các bạn hết. Cơ thể của bạn nó là một hệ thống nhất, vì vậy không có cái chuyện là các bạn tập bụng thì nó sẽ giảm mỡ bụng, không có. Lúc các bạn tập bụng, mặc dù năng lượng tiêu thụ là ở tại vị trí bụng, nhưng mà năng lượng đó nó sẽ được khai thác và nó sẽ được bù đắp lại sau một khoảng thời gian sau, và cái lượng năng lượng đem đi bù đắp là nó lái trên toàn bộ cơ thể của các bạn luôn, chứ không có chuyện là nó chỉ lái ở phần bụng của các bạn. Nên các bạn đừng có gọi là ảo tưởng rằng việc tập bụng nó có thể là giảm mỡ ở phần bụng. Nếu như các bạn còn tò mò thì các bạn có thể kích vào cái link ở trên này, mình để về việc là bốn ảo tưởng về tập bụng, trong đó có việc tập bụng sẽ giảm mỡ bụng. Không có điều này đâu. Các bạn tập bụng thường xuyên, phần cơ nào được tác động nhiều thì nó cũng dậy lên. Giống với bắp tay của mình đây, khi nó dậy lên thì nó sẽ không nhỏ lại. Nó sẽ không nhỏ lại đâu. Nên các bạn cần phải lưu ý và hiểu rõ điều này. Việc chúng ta cần là giảm mỡ toàn thân, như vậy phần bụng của bạn sẽ thon. Và có một cái luận điểm nữa, sáng nay mình mới coi một cái video nước ngoài, thì người ta nói ở trạng thái gù lưng thì là do phần lưng của bạn nó không có được là tập luyện thường xuyên. Thì lúc tập lưng thì lưng của bạn nó sẽ được co lại, thì bạn sẽ gọi là hết bị gù lưng, thì bụng cũng vậy, bụng nó bự. Khi các bạn tập bụng, cái cơ bụng nó co lại, cái là bụng của bạn thọt. Có không? Không có đâu mấy bạn ơi. Bụng của bạn nó là một khái niệm thần thánh lắm. Ở trong này nó có một cái áp suất riêng, nó khác với là áp suất bên ngoài. Nếu như áp suất này thay đổi thì nó sẽ có trục trặc trong này. Chứ đừng nói là việc các bạn chỉ cần tập vài hôm, tức là bụng của bạn nó co lại thì nó giúp cho bạn là giảm được cân bụng. Điều này không có. Về việc tìm hiểu khái niệm về áp suất ở trong ổ bụng thì các bạn lại có thể tìm hiểu về cái link ở phía bên dưới mình để. Như vậy nó sẽ rõ ràng hơn trong nội dung của video lần này. Thứ nhất, mình muốn nói đó là tập bụng, khẳng định với các bạn luôn, nó sẽ không có tác dụng đốt mỡ riêng ở phần bụng. Tập bụng cũng là một hình thức vận động và nó sẽ đốt mỡ toàn thân. Bất cứ vị trí nào trên cơ thể cũng được đốt mỡ thông qua bài tập bụng hết. Nên đừng có bị đánh lừa trong việc là người ta đánh tráo khái niệm cho các bạn. Và cái thứ hai là đừng có nghĩ rằng nếu như các bạn chỉ tập thôi là cơ của các bạn co lại thì bụng của bạn nó sẽ nhô lại. Ở đây nó liên quan đến một chuỗi phản ứng ở bên trong bụng của bạn. Nên là nó cũng không có đâu. Việc tập bụng nó chỉ giúp cho các bạn xây dựng phần cơ bụng có săn chắc hơn không? Có, nhưng săn chắc bên trong. Nếu như muốn thấy được sự săn chắc này, giảm lớp mỡ này đi. Muốn giảm lớp mỡ này làm sao? Thì tăng cường tập luyện, giảm ăn uống.
để cho năng lượng thâm hụt lớn thì là mỡ sẽ được đốt và bụng của bạn sẽ thon lại. Và nói chung như mình đã nói, đốt mỡ trên toàn thân kèm cả bụng của bạn, đến một thời điểm nào đó lượng mỡ này đốt đủ lớn thì cơ của bạn sẽ lộ ra, bạn sẽ trông thon và đẹp. Đó là phần đầu tiên mình muốn thống nhất với các bạn trong cái nội dung của video lần này. Và nói một chuỗi rất dài, đưa ra một số cái gọi là dẫn chứng chi tiết, thì mình cũng hy vọng các bạn rằng nghe xong và có thể nhẹ nhàng áp dụng và hiểu được như thế nào là hiệu quả, như vậy thì nó sẽ nhanh tiến bộ, chứ không phải là cứ đi theo những cái lối mòn mà trước giờ các bạn đã tập theo nhưng không hiệu quả. Nếu như nó hiệu quả các bạn đã không xem video này rồi, đúng không? Nếu như mình nói từ nãy giờ thì cuối cùng 4 bài tập bụng của mình thì nó có tác dụng gì đâu, sao không chỉ cho các bạn giảm mỡ thì đúng. Cái này á, nhất quyết các bạn phải giảm mỡ thì mình khuyến khích các bạn giảm mỡ trước luôn. Còn với những bạn này, sau khi các bạn giảm mỡ xong á, thì nếu như các bạn có cơ thì các bạn mới lộ ra được, ít nhất là lộ ra như thế này, ở mình cũng còn hơi mỏng. Còn nếu như các bạn không có gì hết á, thì dù cho các bạn có giảm xong thì bụng của bạn nó cũng phẳng lì thôi, nó không có muối. Nên những bài tập này mình muốn thiết kế ra để giúp cho tác động vào phần bụng dưới của bạn cũng như là phần vị khích. Sau khi các bạn giảm được mỡ xong thì những phần này trông nó rất đẹp và nó có cơ rồi, chứ không phải là giảm mỡ xong thì cái bụng nó cũng phẳng lì luôn thì mất công. Ý của mình là như vậy. Và giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái chuyển động của hai cái phần cơ này, bụng dưới và vị khích. Mình sẽ chỉ chuyển động chính và chọn ra 4 bài tập tốt nhất cho nó để các bạn áp dụng và tập luyện. Mình không khuyến khích các bạn ngày nào cũng tập, cần có sự nghỉ ngơi cho cơ bắp và tập trung vào việc giảm mỡ. Tập cái này song song với quá trình giảm mỡ của bạn á, thì bụng của bạn nó sẽ nhanh chóng đạt kết quả tốt. Rất mong các bạn tin tưởng và hiểu những điều gì mình vừa nói. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào phần chuyển động cũng như là phần bài tập của hôm nay. Đây là chuyển động chung của toàn bộ phần cơ bụng của bạn. Nhưng để tác động hiệu quả vào phần bụng dưới như mình đã nói, thì chúng ta sẽ tập trung vào các bài tập kéo phần hông cũng như gối của bạn lên phía gần ngực hơn. Như vậy thì phần bụng dưới của bạn sẽ được tác động nhiều hơn. Đây là chuyển động của phần cơ liên sườn cũng như là của vi khích. Đây là chuyển động xoay người của các bạn đều về hai bên. Những bài tập sử dụng chuyển động xoay sẽ tác động hiệu quả vào phần cơ liên sườn cũng như là vi khích. Ngoài ra nó còn có một chuyển động nữa, đó là kéo người của bạn nghiêng sang hai bên lần lượt. Để tập luyện hiệu quả thì những bài tập hôm nay nó sẽ khai thác cả hai chuyển động này của phần cơ liên sườn cũng như là vi khích. Bài đầu tiên sẽ là reverse crunch, bắt đầu với tư thế nằm ngửa, house rock, giữ cho lưng của bạn luôn luôn chạm sàn. Sau đó kéo chân của các bạn lên, làm sao cho gối vuông góc với thân người và phần cẳng chân nó cũng vuông góc với phần gối của bạn. Tiếp theo các bạn kéo phần hông của các bạn lên cao, lúc này thì gồng bụng của bạn để kéo lên chứ không đánh đà. Như vậy thì phần bụng dưới của bạn sẽ được tận dụng cực kỳ nhiều trong động tác. Ở đây thì mình đang thực hiện chậm để các bạn thấy rõ hơn. Còn với tốc độ thực hiện bình thường thì có thể sử dụng thêm một ít đà nữa để cho động tác dễ dàng hơn. Nguyên tắc thở chung của các động tác hôm nay đó là khi cơ bụng của các bạn được gồng tối đa, lúc này các bạn phải thở hết hơi ra trước đó một xíu để bụng của bạn được gồng dễ hơn. Đơn giản là như vậy. Nhớ lưu ý đó là lưng của các bạn phải luôn luôn chạm sàn để cho bụng của các bạn được co và duỗi chứ không ảnh hưởng quá nhiều đến phần lưng dưới. Bài này nó cũng hơi nặng nên các bạn cần tinh chỉnh form một xíu. Nếu như quá nặng thì các bạn có thể co gối nhiều để thực hiện động tác dễ hơn. Bài tiếp theo sẽ là oblique crunch. Chúng ta bắt đầu với tư thế nằm ngửa như là bài gập bụng vậy. Nhưng mà với bài này chúng ta sẽ gập bụng xiên và vị trí bắt đầu đó là nằm ngửa và gập về phía trên chứ không dùng phần chân của chúng ta để gập. Bài này nó sẽ tập trung vào phần vi khích cũng như là liên sườn của bạn. Lưu ý của nó đó là trước khi các bạn gập, các bạn nên thở hết hơi bụng của mình ra ngoài, gồng bụng chặt và sau đó gập bạn xoáy người. Như vậy thì phần cơ vi khích của bạn nó sẽ được gồng và tác động hiệu quả hơn, đồng thời siết mông thêm để cho dễ gồng bụng của mình hơn và ổn định toàn bộ phần thân dưới, tập trung được vào chuyển động xoáy nhiều hơn. Tập trung vào việc gồng bụng, đồng thời kéo người của mình nghiêng sang một bên. Như vậy phần vi khích của bạn nó sẽ được tác động tối đa. Tay của các bạn thì cứ để ở vị trí tự nhiên. Ở đây mình để trên bụng dưới là để cảm nhận được độ căng và độ gồng của phần cơ bụng của mình khi thực hiện động tác có chuẩn hay chưa. Bài thứ ba sẽ là side to side leg raise. Các bạn bắt đầu với tư thế ngồi, kéo chân của mình về phía trước, người thì nghiêng về phía sau như mình ở đây. Sau đó gồng bụng, kéo chân của bạn từ bên này sang bên kia và thực hiện ngược lại. Các bạn có thể kéo hình vòng tròn để cho nó nặng hơn, còn ở đây mình đang trình bày form cơ bản.
Với bài này nó sẽ tác động vào toàn bộ phần bụng của bạn, đặc biệt là phần bụng dưới. Nếu như cảm thấy nặng, có thể ấn tay xuống đất nhiều hơn hoặc co chân để động tác nhẹ hơn và dễ thực hiện hơn. Cuối cùng sẽ là bài Side Plank Up and Down. Bài này thì nó sẽ ăn vào phần liên sườn và phần cơ vi khích của bạn như là mình đã nói khi nãy. Bài này nó sẽ khai thác chấn động kéo người của bạn nghiêng sang hai bên. Bắt đầu với tư thế Side Plank, chống tay trên cao để người của bạn có thể co giãn nhiều hơn về phía nghiêng sang hai bên. Và hạ hông của mình xuống vị trí gần như là thấp nhất có thể. Chú ý vị trí cột sống của mình để hạn chế đau lưng nếu như có. Và khi kéo lên, các bạn cố gắng đưa phần hông của mình lên vị trí cao nhất có thể, uốn cong phần lưng bụng của mình về phía trên. Như vậy thì sẽ là co tối đa phần cơ liên sườn cũng như là vi khích, tác động vào toàn bộ hai phần cơ này giúp cho các bạn phát triển nó một cách hiệu quả.